loài nấm gây chết người nhiều nhất thế giới. Đây là loại nấm gây chết người nhiều nhất trên thế giới mỗi năm. Nấm mụ tử thần, Jetcap, có tên khoa học là Amanita phalaudes. Chúng phát triển quanh năm và là thủ phạm gây ngộ độc ở hầu hết lục địa có người sống. Phần lớn trường hợp tử vong là do nạn nhân nhầm lẫn nấm độc với một số loài nấm ăn được mà con người hay tiêu thụ. Nấm mụ tử thần có loại độc tố có tên là alpha amanitin, có thể gây tổn thương gan và thận đến mức không thể phục hồi và điều trị. Chỉ cần 30g chất độc amanitinin có trong một nửa cây nấm mụ tử thần là đủ giết chết một người trưởng thành. Độc tính của chúng gần như không thay đổi khi nấu chín, sấy khô hay đông lạnh. Vì vậy, nấm mụ tử thần cần sử dụng trong một số trường hợp đầu độc có chủ đích. Đây là cách nhận biết loài nấm chết chóc này. Mặt dưới của mụ nấm có nhiều lá tia màu trắng, chân có vỏ bọc, có mùi thơm giống như hoa hồng. Mụ nấm có màu vàng nhạt hoặc màu ô liu, cổ nấm trông giống vòng tẩm.